Xin chào mọi người, trước mắt mọi người là cũng là hai modem của dòng máy quay phim Sony. Đấy, dòng máy quay Hanicam. Thì Tùng lại mới về thêm hai con này thì Tùng lên để giới thiệu cho mọi người và báo giá cho mọi người. Có nhu cầu sử dụng thì liên hệ cho Tùng, số điện thoại là 0868 238 232 hoặc địa chỉ 73 Phùng Khoang, Hà Nội, cạnh chợ Phùng Khoang, Hà Đông mọi người nhé. Đó, trước mắt mọi người là một con Sony HDR PG630. Rất nhiều người hỏi nhưng mà lâu lắm rồi Tùng không có máy. Thì Tùng mới đây Tùng về được hai máy thì Tùng lên luôn cho mọi người cho nóng. Thì đây là con Sony HDR PG630 và con fullbook này là con CX630 mọi người nhé. Để Tùng nói qua về con PG630 thì Tùng cũng có review để cho mọi người tham khảo rồi, nên là Tùng sẽ đặt cái link bên dưới phần mô tả để cho mọi người là tham khảo thêm về dòng PG630 này, kể cả là clip test mọi người nhé. Đó, đây là con PG630 hàng Nhật. Đấy, máy màu nâu, máy còn rất đẹp. Đó, được tích hợp với đèn này. Đó, đèn hỗ trợ quay phim trong điều kiện ánh sáng yếu này. Đó, nắp ống kính đóng mở tự động này. Có zoom quang học là 12x này, zoom mở rộng rõ nét là 20x này. Đó, thu âm 5.1, tích hợp mic in và audio out, tích hợp GPS. Đó, tích hợp máy chiếu, vòng xoay chỉnh. Con này là mã PG nên nó có máy chiếu mọi người nhé. Vòng xoay chỉnh manual, chỉnh thủ công về focus, độ sáng tối, ISO hoặc mọi thứ nha mọi người nhé. Cảm biến chụp ảnh tĩnh là 20.4 megapixel. Đó, màn hình cảm ứng 3 inch, bộ nhớ trong 64GB và kèm khe cắm thẻ nhớ SD, và được tích hợp với cổng project in và HDMI out. Đấy, cổng này là cổng micro HDMI mọi người nhé. Đây đèn này mọi người này. Đó, đèn hỗ trợ ánh sáng yếu này. Đó, màn hình cảm ứng là 3 inch này. Được tích hợp với sử dụng với pin FV, chúng ta có thể nâng cấp lên pin dung lượng lớn được mọi người nhé. Đó, con này quay phim thì khá rất đẹp nha mọi người nhé. Này, nắp ống kính là đóng mở tự động và ống kính là chống rung 50. Ống kính mắt liếc mọi người nhé. Đó, hệ chống rung con này là chống rung mắt liếc mọi người nhé. Đó, con này thì không có quay night shot mọi người nhé. Đó, con này thì không có quay phim đêm, không có quay phim bằng hồng ngoại mọi người nhé. Đó, đó là con PG630. Rất nhiều người hỏi, hiện tại bây giờ Tùng mới có máy về. Đó, giá con này là 6.500.000 mọi người nhé. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với Tùng qua số điện thoại 0868 238 232. PG630 giá 6.500.000 mọi người nhé. Mọi người nào, Tùng đã báo giá rồi thì mọi người nào có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại đó qua Zalo hoặc qua địa chỉ 73 Phùng Khoang, Hà Đông, Hà Nội. Đó, mọi người cần liên hệ cho Tùng nhé. Đó là con PG630 này, Tùng ship COD toàn quốc, nhận hàng kiểm tra xong thì thanh toán, Tùng bao lỗi đổi máy 10 ngày và bảo hành 6 tháng, hỗ trợ kỹ thuật trọn đời máy cho mọi người yên tâm sử dụng nhé. Và tiếp theo là con CX630 thì modem cũng tương tự. Hai modem này chỉ khác nhau về cái máy chiếu mọi người nhé. PG thì nó có thêm máy chiếu và CX thì nó không có máy chiếu mọi người nhé. Nên là mọi người nhớ điều đó giúp Tùng, bởi vì nhiều người, rất nhiều người hỏi nên, về hai dòng PG với CX. Lại bảo PG thì nó đẹp hơn, với CX nó xấu hơn. Không phải, nếu mà cùng một dòng như dòng 630 này thì PG và CX nó chỉ khác nhau cái máy chiếu. Đây như mọi người thấy, PG và CX nó chỉ khác nhau cái máy chiếu. Thì con CX630 này là fullbook thì nó không phải là line mail, và thì hàng quan sử dụng thì nó có xước này. Đây nó có xước này mọi người này. Đấy, một vệt xước này. Đó, không vấn đề mọi người ạ. Máy còn màu sơn thì còn rất đẹp. Đây, màu sơn thì còn rất đẹp này. Đó, nếu mà giả sử là trên mạng đăng bán ấy thì họ chắc chắn là họ sẽ không chụp những cái vết xước này đâu. Đó, họ không chụp vết xước này đâu. Họ bảo máy chiếu mới 97-98%, đẹp 97-98%, nhưng mà nếu mà để đúng thực tế thì chỉ được khoảng độ 90% thôi, 88% thôi. Như Tùng ở đây, Tùng nói đẹp 97-98% là 97-98%, không sai lệch được. Đấy, ví dụ như con này, đúng không? Ví dụ như con này thì Tùng chỉ dám nói đẹp khoảng độ 95%. Bởi vì là tại sao? Bởi vì là cái dây tay đeo này nó sờn một chút này. Đấy, dây tay đeo nó sờn một chút. Cái thứ hai, cái này quan trọng này, cái thứ không phải là quan trọng mà tức là về cái hình thức ấy, để mình đánh giá ấy, thì khoảng 95%. Đấy, tay đeo này sờn này, và đây có vết xước này, một hai vết xước này. Đó,
một hai vết xước này thì Tùng chỉ đánh giá con này khoảng được 95% thôi, còn 97-98% thì nó sẽ không có, tay đeo của nó rất đẹp đấy, còn 99% thì nó như mới rồi, nó như mới luôn, không có vết xước nào luôn, đó là 99%. Đó, con này khoảng 95%. Đó, nên là Tùng nói về cái hình thức máy là rất thực tế. Thì con này Tùng không nói giới thiệu thêm. Đây là con CX630, nó không có máy chiếu, còn nó tương tự như con PG630. Đó, thì con PG630 thì Tùng để cho mọi người là giá là 6,5 triệu. Con CX630 này Tùng để cho mọi người là giá là 6,3 triệu mọi người nhé. Mọi người nào có nhu cầu thì liên hệ cho Tùng, số điện thoại là 0868 238 232, và Tùng ship COD toàn quốc, nhận hàng kiểm tra xong rồi thanh toán, bao lỗi đổi máy 10 ngày và bảo hành 6 tháng cho mọi người nhé. Đó, đó là hai dòng PG630 và CX630. Đó, anh em nào cần thì liên hệ cho Tùng nhá. Tùng rất cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của Tùng. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.